Xin chào các bạn, mình là Anna, nhà sinh học nghiên cứu về trẻ hóa tự nhiên, hỗ trợ khách hàng tăng giảm cân nặng, sở hữu một vóc dáng thon gọn như mong muốn và cơ thể trẻ trung tràn đầy năng lượng. Hôm nay, Anna muốn gửi đến bạn một lời mời. Nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể mình uể oải, có cái điều gì đó sai sai mà bạn chưa phát hiện ra được nguyên nhân, có thể mình đang tăng cân này, hoặc là mình đang quá gầy yếu, mình căng thẳng stress kéo dài, da của mình nổi nhiều mụn, nhanh chảy xệ, tóc của mình rụng nhiều hơn, thì có thể chúng ta đang cung cấp chưa đủ dinh dưỡng, vitamin, enzyme cho chính bản thân mình. Và vì vậy đây sẽ là một lời mời rất kịp lúc dành cho bạn. Anna xin được mời bạn đến để thưởng thức một siêu thực phẩm có 13 vitamin, 10 khoáng chất, 17 acid amin và hơn 100 enzyme khác nhau, có tên gọi là mạ lúa mì. Đây là những khay mạ do chính Anna ủ và trồng. Mạ sẽ được cắt ra và để trong vòng 4 tiếng. Sau 4 tiếng thì lúc đó lượng dinh dưỡng của mạ nó sẽ là nhiều nhất. Đây là một quyển sách về sức khỏe mà Anna rất thích. Bạn có thể tìm thấy ở trong quyển sách này một bảng so sánh về nồng độ các chất giữa mạ lúa mì và các loại thực phẩm khác nhau. Bạn sẽ khá ngạc nhiên khi biết rằng nồng độ đạm ở trong mạ lúa mì gấp đôi nồng độ đạm ở trong trứng gà và gấp rưỡi nồng độ đạm ở trong thịt gà. Đồng thời, hàm lượng sắt ở trong mạ lúa mì cũng gấp 20 lần so với hàm lượng sắt ở trong trứng gà và thịt gà. Đặc biệt hơn, nồng độ canxi ở trong mạ lúa mì gấp 8 lần nồng độ canxi ở trong trứng gà và gấp 30 lần nồng độ canxi ở trong thịt gà. Và bảng so sánh này nằm ở trang 89. Nếu như bạn có thể nhìn thấy thì Anna xin để ra đây để bạn có thể thấy được. Có rất nhiều một bảng so sánh rất là dài, tất cả các nồng độ, các cái dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể chúng ta cần. Và còn rất nhiều tác dụng hữu ích của mạ lúa mì có thể mang đến cho cơ thể của bạn. Vì vậy, Anna mong muốn được mời bạn đến để trải nghiệm loại siêu thực phẩm này. Bạn hãy trao đổi với đội ngũ tư vấn của chúng tôi tình hình sức khỏe hiện tại, điều mà bạn muốn thay đổi và bạn sẽ được hướng dẫn cách sử dụng mạ hợp lý nhất. Vậy thì, còn chần chờ gì nữa? Hãy đến để cùng nhau thưởng thức nhé!